Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nam em ngăn cản một nhạc sĩ giới thiệu mình là ca sĩ khi đi diễn. Đi hát đã lâu và được khán giả đón nhận, nhưng Nam em vẫn chưa sẵn sàng cho danh xưng ca sĩ. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của nam em trong một đêm nhạc ngày đầu năm tại một sân khấu. Theo đó, trong đêm diễn này, nam em đã có màn kết hợp lần đầu cùng nhạc sĩ Vương Anh Tú. Cả hai đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi thể hiện những bản tình ca. Đáng chú ý, sau khi Vương Anh Tú hoàn thành phần trình diễn của mình và lên tiếng nhận sân khấu cho nam em, thì nam nhạc sĩ đã có chia sẻ, trước khi Vương Anh Tú nhận sân khấu lại cho nữ ca sĩ rất là xinh đẹp nam em. Cướp lời Vương Anh Tú, nam em lập tức ca ngang nam nhạc sẽ giới thiệu mình bằng danh xưng ca sĩ. Sau đó khi được Vương Anh Tú ngỏ lời muốn nam em giới thiệu bằng danh xưng gì cho phù hợp, thì người đẹp đã hài hước cho biết, chị nam em được rồi. Có thể thấy nam em luôn ý thức được rằng mình là một người đẹp đi hát để phục vụ cho khán giả, chứ không câu nệ quá danh xưng ca sĩ. Còn nhớ trước đó nam em cũng đã từng chia sẻ về danh xưng mà mọi người thường gọi mình. Mọi người biết không, em làm nghệ thuật từ thời điểm đó đến bây giờ. Em không bao giờ nghĩ là em cần một cái danh sân hay là ra đường phải. À, nam em kìa, nam em kìa chụp hình. Em chỉ nghĩ đơn giản là em đang làm cái mình thích và em gỡ rối được những vết thương mà ai đó đang giống em thôi. Cho nên nếu mà được ra đường mọi người có gặp em thì cứ gọi em là chị Nam Em là được rồi. Đừng gán cho em một danh xưng nào hết. Tuy không nhận là ca sĩ nhưng Nam Em vẫn xác định về con đường ca hát lâu dài của mình. Thật sự có thể nhiều người nói đúng, nam em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.